Xin giới thiệu với các bạn là một cái mẫu xe đẩy hàng khoảng tải trọng dưới 1 tấn, 3 bánh đặc. Các cái thông số chính của nó tải trọng 1 tấn, tốc độ khoảng từ 3 đến 8 km/h, nó có 3 số nhé. Đây, 3 số này. Tiến lùi này. Cái này là hệ xe đi theo và lái theo hướng tự do. Xe có chiều rộng hai bánh là 70 cm. Thùng thì có thể lắp đặt từ 70 cho đến 1 mét. Chiều dài về thùng, còn chiều rộng thùng thì có thể lắp 80 đến 90, từ 70 cho đến 90. Chiều dài của thùng thì có thể lắp thùng từ 70 cho đến 1 mét. Đây là hàng không thùng 4 bình 22 hàn. Xe này thì đẩy, lực đẩy rất là mạnh. Đây là hệ phanh tay này. Phanh tay và có khóa chống trôi này. Đấy, muốn hạ hãm khóa thì bấm nút này. 4 bình này. Tốc độ thì có 3 loại tốc độ. Loại đi ngang với đi bộ, loại đi bộ nhanh, và loại một loại nhanh hơn nữa là đi rượt theo nó luôn. Đấy, 3 tốc độ. Có đồng hồ báo điện này. Ổ cắm sạc này, chìa khóa này. Đây là đang đi số 1. Số 2. Số 3. Lùi. Thank you.